Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục khẳng định không đưa quân đến Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Học viện Quân sự West Point ngày 25 năm không có lính Mỹ nào tham chiến ở Ukraine. Tôi quyết tâm giữ nguyên điều đó, nhưng chúng tôi vẫn luôn sát cánh cùng Ukraine. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Chủ nhân nhà trắng cũng cho rằng, Nga sai lầm khi cho rằng NATO sẽ tan vỡ do xung đột ở Ukraine. Ông Biden nói, thay vào đó liên minh quốc phòng vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đầu năm nay, sau cuộc họp với hơn 20 lãnh đạo thế giới ở Paris về tình hình Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay họ đã bàn đến kịch bản đưa quân vào Ukraine. Ông nhấn mạnh, mặc dù chưa đạt được đồng thuận về ý tưởng đó, song phương Tây không loại trừ bất cứ kịch bản nào. Tuy vậy, Mỹ và một số nước đồng minh như Đức đã lập tức bác bỏ ý tưởng đưa lực lượng quân sự vào Ukraine do lo ngại xung đột leo thang thành một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Giới chức chính quyền Tổng thống Biden nêu rõ, Mỹ sẽ duy trì cách tiếp cận trước đây, nghĩa là tập trung hỗ trợ vũ khí và huấn luyện quân sự cho quân đội Ukraine. Hôm 20 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cam kết Washington sẽ tiếp tục chuyển vũ khí cho Ukraine. Các quan chức lầu năm gốc cho biết, vũ khí được bố trí sẵn ở châu Âu đã bắt đầu được chuyển vào Ukraine. Trong khi đó, Mỹ phủ nhận việc giúp Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói, chúng tôi không khuyến khích cũng như không cho phép các cuộc tấn công bằng hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp nhằm vào bên trong lãnh thổ Nga. Đó là chính sách không thay đổi. Tin do Trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.